Em trai, cho chị nhờ em chút xíu đi em. Dạ, chị còn em giúp gì vậy? À, tại vì là ở đây không được đậu xe á, mà chị có cái thẻ lấy cơm bên này nè, em lấy giúp chị nha. Dạ. Rồi, chị cảm ơn em nhiều. Dạ chị ơi, đây là cơm của chị ạ. Ờ em ơi, tại vì biết sao không? Chị đang có việc gấp á, chị phải đi luôn, nên là em ăn giùm chị suất này nha. Dạ, còn đây là thẻ của chị ạ. À, thẻ này chị đăng ký 3 tháng rồi, nhưng mà bây giờ chị không ở đây nữa, có gì em giữ dùng luôn nha. Dạ, dạ em cảm ơn chị ạ, em cảm ơn chị ạ. Ủa, chưa là xong đi ăn cơm đi. Trễ gì, hết tiền rồi phải không? Mà bữa giờ làm bao nhiêu tiền gửi về cho ba hết rồi phải không? Mà bệnh tật của ba em sao rồi?